người lính cứu hỏa châm một que diêm. Nếu ngọn lửa tắt giữa chừng, điều đó dự báo nhiệm vụ dập lửa này sẽ không có ai chết. Nhưng lần này, ngọn lửa cháy mãi cho đến khi chạm vào ngón tay của lính cứu hỏa mà vẫn không dừng lại. Các lính cứu hỏa nhìn nhau nghiêm trọng, vì điều đó cho thấy điều kiện thời tiết ở đây rất thuận lợi cho lửa lan rộng. Đội trưởng nhanh chóng chạy lên cao để quan sát. Quả nhiên phát hiện ra ngọn lửa đang bao phủ cả khu rừng, đang nhanh chóng tiến về phía ngôi làng. Dự tính trong vòng vài phút, ngọn lửa sẽ bao trùm cả ngôi làng. Hiện tại, con đường duy nhất của họ là sơ tán mọi người khỏi làng. Nhưng một số người dân cố chấp vẫn không chịu rời khỏi nhà của mình. Người đàn ông dùng ống nước làm ướt ngôi nhà, cố gắng trốn bên trong để vượt qua cơn nguy hiểm. Đội trưởng bảo anh đừng có làm bậy nữa. Ngôi nhà này không trụ được quá 3 phút nữa sẽ bị cháy thành tro bởi ngọn lửa rừng. Đội trưởng đã cứu hai đứa con của anh, còn người đàn ông kia bị bỏ lại tự sinh tự diệt. Nhanh lên, đi thôi. Nhưng khi dân làng đã lên xe chuẩn bị sơ tán, máy bay trực thăng cứu hộ phát hiện con đường duy nhất ra khỏi làng đã bị ngọn lửa rừng chặn lại. Muốn lái xe thoát thân thì đã quá muộn. Đội trưởng quyết định để phụ nữ và trẻ em lên trực thăng trước. Nhưng do chiếc trực thăng cũ gặp khó khăn khi cất cánh, họ chỉ có thể thả dây xuống để mọi người leo lên. Đội trưởng quyết định buộc dây kéo vào bánh xe của chiếc xe bán tải để giúp trẻ em leo lên an toàn. Sau đó, để phụ nữ cùng trẻ em lên xe. Nhưng bà mẹ béo cảm thấy việc này quá nguy hiểm, không chịu cho con mình lên xe. Bình tĩnh lại đi, cô có để con của mình lên không? Tôi hứa với cô. Đội trưởng cam kết với cô, dù hôm nay có là con gái của anh cũng sẽ để con gái lên xe này. Vì đó có thể là con đường sống duy nhất. Sau khi đưa mọi người lên hết, phi công bắt đầu nâng độ cao chậm rãi. Nhưng do giới hạn trọng lượng của trực thăng, họ đã thử vài lần nhưng không thể cất cánh. Họ buộc phải giảm bớt trọng lượng nhanh chóng. Người lớn xuống đi. Anh điên rồi à? Ai sẽ trông con chứ? Đồng đội của tôi sẽ lo việc đó. Không được, tôi không xuống. Không xuống cũng được, nhưng cứ ngồi đây đợi lửa thiêu đến đi. Ngọn lửa ngày càng dữ dội, lửa có thể lan đến bất cứ lúc nào. Một bà lão là người đầu tiên bước xuống xe. Những người phụ nữ khác trên xe đành rời xa con mình trong đau xót. Từng người một bước xuống. Trước nguy hiểm thực sự, bảo vệ con cái là phản xạ tự nhiên của mỗi người mẹ. Cùng lúc đó, họ đã sắp xếp cho lính cứu hỏa Maxim để anh đạp mạnh ga tiến lên phía trước giúp trực thăng trượt lên để cất cánh. Lần này, chiếc trực thăng cuối cùng đã cất cánh thành công. Chiếc xe bắt đầu nâng lên không trung. Mọi người đều toát mồ hôi lạnh, nhưng vì trực thăng thiếu sức mạnh, nó bắt đầu dao động lên xuống. Đột nhiên, nó đâm vào rào chắn. Cơ trưởng cố gắng kéo cần điều khiển, nhưng khi trực thăng nâng lên, chiếc xe bán tải vẫn lao thẳng vào khu rừng trước mặt. Những đứa trẻ bị các nhánh cây quật mạnh, chúng nhắm chặt mắt và hét lên trong sợ hãi. Người lớn dưới mặt đất nín thở, liên tục cầu nguyện. May mắn thay, trực thăng cuối cùng đã bay lên thành công, vượt qua được những chướng ngại của rừng cây. Sau vài giờ bay, trực thăng sắp vượt qua được vùng lửa cháy. Nhưng trong màn khói dày đặc, cả bầu trời trở nên u ám. Nhìn thấy lũ trẻ sợ hãi la hét, Maxim chui vào khoang sau lấy kẹo ra để an ủi bọn trẻ. Nhưng ngay lúc đó, một sợi dây cố định bánh xe bất ngờ bị đứt. Chiếc xe bán tải bắt đầu chao đảo. Lũ trẻ hét lên trong hoảng loạn. Để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ, cơ trưởng buộc phải tìm một khoảng trống để hạ cánh khẩn cấp trong vùng lửa. Maxim nhanh chóng xuống xe kiểm tra, phát hiện ra trục xe đã bị gãy không thể buộc lại dây được nữa. Trong tình thế cấp bách, Maxim ra lệnh cho trực thăng hạ cánh và nhanh chóng đưa bọn trẻ lên trực thăng. Nhưng đúng như cơ phó đã dự đoán, chiếc trực thăng cũ kỹ này đã gặp khó khăn ngay từ khi cất cánh. Cộng thêm việc có quá nhiều người, hầu như không thể cất cánh ngay tại chỗ. Giải pháp vẫn như lần trước, Maxim bắt đầu giảm tải điên cuồng, ném tất cả những thứ có thể xuống, bao gồm bàn ghế và bình cứu hỏa, thậm chí cả cây đàn guitar yêu quý của anh cũng bị ném đi. Họ lại thử cất cánh lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Trong cơn bối rối, Maxim đột nhiên nảy số. Maxim hỏi cơ trưởng và biết rằng còn dư 1 tấn nhiên liệu. Đổ bỏ nhiên liệu đi. Gì cơ? Đổ bỏ nhiên liệu à? Cậu điên rồi à? Nhỡ bị cháy thì sao? Vậy anh nói phải làm sao? Đẩy bọn trẻ xuống à? Thế là Maxim vặn mở nắp bình xăng đổ hết nhiên liệu thừa ra ngoài. Nhưng việc này cũng rất nguy hiểm. Nếu xăng chạm vào đám lửa xung quanh, toàn bộ chiếc trực thăng sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Vì vậy, Maxim vội cầm lấy bình chữa cháy xịt vào đám cháy đang lan tới gần. Thời gian đang gấp rút, trực thăng lại cố gắng cất cánh lần nữa. Nhiên liệu vẫn tiếp tục chảy ra. Lần này máy bay đã nhấc lên, nhưng vẫn còn chút nữa mới thoát hoàn toàn khỏi vùng nguy hiểm. Maxim đã không còn gì để vứt xuống nữa. Cuối cùng anh đành cởi bỏ đôi giày của mình. Lũ trẻ cũng bắt trước, cởi bỏ áo quần và ném chúng xuống. Nhưng vẫn không đủ. Lửa đang dần dần tiến tới gần vũng xăng. Trong tình thế nguy cấp, Maxim bảo lũ trẻ nhắm mắt lại và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. 1, 2, 3. Không ngờ điều kỳ diệu thật sự xảy ra, trực thăng cuối cùng cũng bay lên cao. Cơ trưởng hét lên vui mừng vì họ đã thành công. Nhưng bọn trẻ nhận ra, Maxim đang đứng dưới vũng xăng. Anh nhìn chiếc trực thăng đang từ từ bay lên, vui vẻ vẫy tay chào bọn trẻ. Còn tuổi trẻ của anh mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc vĩ đại này. Giây tiếp theo, lửa rừng gặp phải xăng, ngọn lửa bùng phát ngay lập tức, thiêu rụi mọi thứ trên mặt đất. Cơ trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhìn thấy thêm một người lính cứu hỏa hy sinh, không kìm được xúc động rơi lệ. Cùng lúc đó, đội trưởng cứu hỏa dẫn dân làng băng qua rừng chuẩn bị đến bờ sông tránh lửa rừng. Họ thở dốc khi leo lên dốc núi, từ góc nhìn này, họ có thể nhìn thấy ngôi nhà phía sau. Lúc này đã bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành biển lửa. Nhà của họ đã mất rồi. Dân làng không kìm được nước mắt, cúi đầu chào tạm biệt ngôi nhà thân yêu. Nhưng vì họ chậm trễ đôi chút nên đã bỏ lỡ cơ hội thoát thân. Ngọn lửa lan nhanh vô cùng. Mọi người chạy phía trước, còn lửa rừng bám theo ngay phía sau. Trong khu rừng chỉ cách bờ sông 300 mét, một cơn gió mạnh đột nhiên ập tới từ phía sau. Lửa từ tán cây bị gió thổi lao về phía trước.
xẹt qua đầu mọi người, đốt cháy toàn bộ khu rừng xung quanh ngay lập tức. Họ bị bao vây bởi biển lửa, dân làng rơi vào nỗi hoảng loạn chưa từng có. Ngay cả đội trưởng dày dặn kinh nghiệm cũng không biết phải làm gì để đảm bảo an toàn cho mọi người lúc này. Ngay lúc đó, đội trưởng liếc thấy một người dân có mang theo dây cáp và nảy ra một kế hoạch táo bạo trong đầu. Anh mang theo dây cáp, quyết định một mình băng qua biển lửa tìm một con đường ít lửa hơn. Đến bên sông rồi sẽ ra hiệu bằng pháo sáng. Mọi người sẽ bám vào dây để đi qua. Anh ấy nói với đồng đội, nếu sau 2 phút không thấy pháo sáng thì tức là anh đã hy sinh giữa đường. Đội trưởng đeo dây cáp lên vai, cầm lấy chiếc rìu, che mũi và miệng và không ngần ngại lao vào biển lửa. Đồng đội phía sau bắt đầu đếm ngược 2 phút. Tất cả đều rơi nước mắt, nôn nóng chờ đợi kết quả. Đội trưởng chật vật tiến lên trong biển lửa, vừa đi vừa dọn đường. Một cái cây lớn đổ xuống suýt đè chết anh, nhưng anh không dám dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Thời gian đã trôi qua một nửa, lửa đang dần tiến tới gần dân làng. Một người bị cây đổ trúng làm mọi người bắt đầu hoảng loạn hơn. Lúc này đội trưởng thấy phía trước bị chặn bởi một bụi cây dày đặc. Anh buộc phải lấy rìu ra chặt đường đi, nhưng không may bị cành cây mắc kẹt. Anh dồn hết sức mình lao về phía trước. Găng tay và quần áo của anh đều bị cháy xém. Da thịt bị lửa thiêu đốt đau đớn vô cùng, nhưng anh không hề sợ hãi. Chỉ một lòng muốn tìm đường thoát cho đồng đội. Cuối cùng anh ấy đã băng qua biển lửa đến được bên bờ sông. Đội trưởng kiệt sức, ngã quỵ xuống đất. Với chút sức lực còn lại, anh rút pháo sáng ra và bắn nó lên bầu trời. Nhưng không ngờ rằng, pháo sáng không thể bắn ra ngoài, nó cháy rụi ngay trong ống phóng. Điều tồi tệ hơn nữa là, đây là quả pháo sáng cuối cùng. Những người còn lại trong vòng lửa lặng lẽ chờ đợi trong lo lắng. Thời gian đã trôi qua hơn 2 phút, điều đó có nghĩa là đội trưởng đã thất bại. Các đồng đội lấy ra vài tấm chăn chống lửa, nhưng chỉ đủ cho một nửa số người dùng. Trưởng làng đã nhường cơ hội sống cho phụ nữ, nhưng vẫn còn một cô gái không có chăn chống lửa. Tân binh cứu hỏa nhút nhát nhất cũng đã tự nguyện nhường chăn chống lửa của mình cho cô ấy. Khi ngọn lửa bắt đầu tới gần, mọi người đều nằm xuống. Những người đàn ông dùng chăn chống lửa bọc lấy vợ mình, lấy thân mình che đi những khoảng trống, sẵn sàng dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ người thân lần cuối. May mắn thay, trời không tuyệt đường người. Một bóng người loạng choạng bước ra từ biển lửa, là đội trưởng đã quay lại. Toàn thân anh đang bốc cháy, kiệt sức nhưng vẫn quyết tâm trở lại. Đồng đội nhanh chóng chạy tới dập lửa trên người anh. Đội trưởng mở bàn tay bị bỏng ra, trao một bông hoa bên bờ sông cho mọi người. Mọi người ngay lập tức hiểu ý của anh. Các lính cứu hỏa dẫn đầu, dẫn dân làng chạy dọc theo dây cáp về phía sông. Chẳng mấy chốc, từng người một nhảy xuống sông. Cuối cùng, họ đã an toàn vượt qua cơn nguy hiểm. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, các đồng đội mới nhận ra đội trưởng đã biến mất. Khi tân binh quay lại, đội trưởng đã ngất xỉu trên mặt đất. Anh bị bỏng nặng, còn hít phải lượng lớn khói độc, lúc này anh đã hoàn toàn mất ý thức. Tân binh cố kéo anh đi, nhưng với một người mới lần đầu ra nhiệm vụ, điều đó gần như là không thể. May thay lúc đó, một chiếc máy bay cứu hộ bay ngang qua. Nhưng hai người quá nhỏ bé giữa biển lửa, nên máy bay không thể phát hiện ra họ. Tân binh chú ý đến đèn trên mũ của đội trưởng. Anh chợt nghĩ ra, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra và ném nó lên trời. Anh cố gắng ném nhiều lần, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của máy bay. Chỉ huy, bên đó còn người. Nhanh chóng hạ độ cao. Máy bay nhanh chóng hạ thấp độ cao, bay về phía họ. Tân binh giang rộng tay chào đón niềm hy vọng, không hề biết rằng đó là một chiếc máy bay dập lửa. Máy bay xả xuống một lượng lớn nước. Tân binh bị hất ngã xuống đất. Mặc dù cách cứu hộ khá mạnh bạo, nhưng cũng đã thực sự cứu sống hai người. Cuối cùng, dân làng đã được cứu, đội trưởng và tân binh đều an toàn. Những đứa trẻ cũng đã bước xuống máy bay an toàn. Còn lính cứu hỏa Maxim đã hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy sự bình yên và hy vọng cho nhiều người. Bởi vì với tư cách là một lính cứu hỏa, anh biết sứ mệnh của mình là bảo vệ nhân dân và bảo vệ thiên nhiên. Tinh thần của anh sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim chúng ta. Mỗi lính cứu hỏa đều xứng đáng với sự tôn trọng của chúng ta. Họ đều là những chiến binh dũng cảm nhất.